Tại sao các em làm ông xòm như vậy? Em đứng đây làm gì? Dạ thưa thầy, em đóng lại cái bảng khẩu hiệu. Em quay lưng lại coi. Xin chấp hành ngay. Mày chết rồi, tao biết rồi. Bà có đi ơi. Đây 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 đây. Ai mày đặt lý mình thấy không? Thấy thấy thấy. Thôi đây làm sao mày nói gì không hành bài vợ. Thấy. Làm trò gì vậy mày? Thấy. Hôm nay thằng Quỷ giỏi đóng vai thằng một tụi mày ơi. Chắc hôm nay nghỉ hai tiết đầu quá. Ủa sao lại nghỉ? Con của Thanh bị bệnh nặng. Sao bộ biết? Nghe nói vậy. Xong chưa? Xong rồi. Bác Phó Mộc ơi, cái bảng khẩu hiệu trên bị xúc rồi kìa. Đóng giùm đi. Em ngồi xuống. Có chuyện gì mà các em reo hò nhốn nháo như vậy? Thầy hỏi một lần nữa, tại sao các em làm om sòm như vậy? Em đứng đây làm gì? Dạ thưa thầy, em đóng lại cái bảng khẩu hiệu. Em quay lưng lại coi. Em gỡ tấm giấy ra đi. Thầy, giấy gì ạ? Giấy dán sau lưng em đó. Em về chỗ đi.